mình có đạo hay không có đạo, có phải đi làm không? Có đạo hay không phải, hay không có đạo, có đói không? Có. Có đạo hay không có đạo, có cần gạo không? Có. Vậy thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là chỗ ngày hôm nay có chữ thánh hóa. Còn công ăn việc làm thì chúng ta vẫn phải làm thôi. Tây làm hàm nhai, tây quay hàm trễ. Và Chúa nói là ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn, vì tội nguyên tội. Nhưng mà bây giờ mình thánh hóa công ăn việc làm, có nghĩa là mình làm cho, mình xin Chúa làm sao để khi mà con làm công việc ấy, con kiếm cơm, kiếm gạo, cơm áo gạo tiền, không phải chỉ để lo cho bản thân mình, mà khi mình lo cho bản thân mình cũng đúng với thánh ý của Chúa. Vì Chúa nói ta đến để trên ta được sống và sống dồi dào. Cho nên Chúa không muốn dựng nên con người mà lúc nào cũng trót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Ôi, tôi tệ nhất mà đến là toàn than nghèo rồi khổ cũng có. Chúa giúp đỡ con người ta là Chúa mong muốn cho con người ta được sống hạnh phúc, sống đầy đủ, sống dồi dào. Nhưng mà vì tội của con người, cho nên con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn. Và khi ta làm như vậy, ta thánh hóa công ăn việc làm, có nghĩa là ta làm, ta xin Chúa cho việc làm của ta nó có ý nghĩa và có giá trị. Có ý nghĩa và có giá trị, chứ không phải chỉ là cái việc mà chúng ta làm để mà ăn rồi chết, không phải như vậy. Nhưng chúng ta làm công việc của mình là chúng ta cộng tác vào với Thiên Chúa để tiếp tục công trình tạo dựng này. Chúa không phải dựng nên con người xong rồi amen tắt đèn đi ngủ, mày muốn sống chết mặc bay, mày muốn làm gì thì làm, mày giỏi thì mày nhờ, mày khờ thì mày chịu. Không có. Giống như cha mẹ mùng hai Tết, ta nhớ đến ông bà tổ tiên, sinh con ra có phải đem con bỏ chợ không? Sinh con ra có phải để mày muốn sống sao thì sống không? Không. Sinh ra rồi vẫn phải nuôi dưỡng nó, rồi là phải giáo dục nó. Cho nên Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài vẫn tiếp tục thương xót con người, dẫu con người đã xa ngã, bị ai cám dỗ và phạm tội. Ai cám dỗ và phạm tội? Ai cám dỗ? Ma quỷ cám dỗ. Và Adam là con người, là tôi, là ông, là anh. Eva là bà, là chị, là em. Adam, Eva ngày xưa đã bị ma quỷ cám dỗ và đã phạm tội. Cho nên là thay vì làm việc để được hưởng hạnh phúc thì bây giờ cái công việc ấy phải vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Và Thiên Chúa xuống làm người, Chúa cũng chịu ma quỷ, chịu cám dỗ. Trong bài tin mừng hôm nay nói Satan đã cám dỗ Chúa suốt 40 đêm ngày, ngày ăn chay, nó cám dỗ Đức Chúa Giêsu. Và Chúa có xa chức cám dỗ không? Có hay không? Có hay không? Chào mừng lời bạch, Chúa có xa chức cám dỗ hay không? Có hay không? Đây là cô này, cô này trông ngon. Tôi hỏi lại, Chúa có xa chức cám dỗ không? Có. Sao, tại sao tôi bảo Chúa xa chức cám dỗ? Chúa bị là Chúa bị xa chức cám dỗ là Chúa xa chức cám dỗ nào? Con không biết chữ mà con dốt lắm ạ. Còn con dốt mà con lại bảo Chúa xa chức cám dỗ là sao? Ai bảo con là Chúa xa chức cám dỗ? Lúc mà cha ở trên Chúa ở trên cái con núi ạ, con cứ coi tivi trên núi này là ma quỷ và Chúa là làm phép biến cái đá này thành cái gì đấy, thì con là bắt đầu là trở nên được cái gì con cũng quên mất rồi ạ. Đấy là Chúa bị cám dỗ, nhưng mà Chúa có xa chiếc cám dỗ không?
nghe rõ không? Ừ, cái con này nó cứ có mãi ngố mà không chịu nghe. Không phải hiểu là đây này, ta thí dụ con này, đây, nói vậy may là con hiểu. Đây là cục vàng, con có thích vàng không? Con có ạ. Rồi, mà có phải vàng của con không? Không ạ. Bây giờ con, nếu mà con thấy vàng mà con muốn lấy, tức là con muốn ăn cắp, tức là con bị cám dỗ, đúng không? Dạ. Mà con bị cám dỗ như vậy, con có lấy không? Con có ạ. Mà... Đây, lấy đi. Con... Khi mà con bị cám dỗ và con lấy cái cục vàng này, tức là con đã xa trước cám dỗ, rõ chưa? Rõ chưa? Con rõ rồi ạ. Rồi bây giờ con đây đây, con đây đây, con đây đây, đây. Rồi nha, một đứa xa trước cám dỗ nha. Đứa thứ hai, tôi cho ví dụ. Đây là cái gì? Đây là tiền đô la. Tiền đô la, con thích không? Không thích ạ. Có ạ. Mà có phải của con không? Không phải ạ. Này là của cha, để cha đang cầm tiền đô la. Cha đang cầm tiền đô la, con thích, để con có muốn lấy không? Không ạ. Con thích, tức là con đang bị cám dỗ, thấy chưa? Hiểu chưa? Con thích, tức là con đang bị cám dỗ, mà nếu mà con lấy, nếu mà con lấy, tức là con xa trước cám dỗ. Xa trước cám dỗ, nhưng mà không phải của con, cho nên con không lấy. Mà dù con rất muốn lấy, cuối cùng con lấy hay không lấy? Không lấy ạ. Lấy tiền hay lấy cha? Lấy cha. Nếu mà con lấy cha thì con cũng bị lấy tôi rồi cơ mà, nó lấy cha rồi thì nó đã bị xa trước cám dỗ, còn nó muốn lấy tôi là nó đang bị cám dỗ và tôi cũng bị cám dỗ, hiểu không? Mà nếu nó lấy tôi mà tôi không lấy nó thì tôi không xa trước cám dỗ, nó cứ chạy lấy con đi bảo không tao tu. Là tôi có xa trước cám dỗ không? Không. Mà tôi có bị cám dỗ không? Có. Có, hiểu chưa? Bị cám dỗ là muốn lấy nó muốn lấy tôi cũng muốn lấy nó. Nhưng mà tôi đi tu rồi, tôi không lấy được nó. Cho nên tôi bảo lại Chúa xin để con, xin chớ để con xa trước cám dỗ. Biết. Biết. Rồi, cảm ơn Chúa con không bị xa trước cám dỗ. Xa trước cám dỗ rồi, thấy chưa? Con đã lỡ con lấy cái thỏi vàng của cha rồi. Bây giờ con muốn chuộc lại cái lỗi ấy bằng cách nào? Con thưa cha với cộng đoàn là con ao ước là con đến đây là. Ôi sợ như là. Con ao ước con đến đây để con lấy thỏi vàng. Đây là đợi điều ao ước của bà đến đây để con lấy thỏi vàng. Chạy nghe cha hỏi. Đứng lại cho người ta sau tay người thấy, đứng lại. Con đang cắp này đây. Đây là đứa nó bị xa trước cám dỗ. Bây giờ con đã xa trước cám dỗ rồi, để con muốn chuộc lại cái lỗi lầm của con, để con làm cái gì đây? Là con muốn thỏi vàng không phải của con. Con muốn, tức là con bị cám dỗ, và con đã lấy là con xa trước cám dỗ. Mà con không lấy là không xa trước cám dỗ, mặc dù là bị cám dỗ. Rõ chưa? Con rõ rồi ạ. Rồi. Bây giờ con đã bị cám dỗ chưa? Con bị cám dỗ rồi ạ. Con đã xa trước cám dỗ chưa? Xa trước cám dỗ rồi ạ. Để con muốn chuộc lại lỗi lầm ấy bằng cách nào?
con muốn cầu nguyện với Chúa. Thôi cầu nguyện rồi, bây giờ con chuộc lại lỗ đó, đang cầm cái cám dỗ đây này. Bây giờ con cái cám dỗ là con cầm lên đó rồi. Bây giờ con muốn chuộc lại cái lỗi lần đó thì bằng cách nào? Nói cha không cha gửi lại à? Rõ chưa? Con rõ rồi ạ. Bây giờ con muốn sai chữ cám dỗ nữa không? Con không ạ. Bây giờ Chúa có bị sai chữ cám dỗ không? Không ạ. Ôi, nhận nó có cái chữ cám dỗ mà khó vậy. Nó cứ không cái có. Rồi bây giờ con muốn đến đây con chia sẻ ơn phúc gì con nói cho mọi người nghe. Con cũng cảm ơn kính thưa cám bộ cha với cộng đoàn là con được ơn là con xin Chúa là xin Chúa cho con ở giáo họ con là như thế là Chúa cho giáo họ con được các cha được rao giảng lời Chúa nhiều để cho gia đình mọi gia đình và gia đình con tội lỗi lắm với cá nhân con tội lỗi lắm để con rồi con tội lỗi như nào kể nghe con tội lỗi như nào. Thứ nhất là ăn cắp vàng phải không? Rồi con bị phá thai 2 lần ạ. Xong rồi từ đấy là đi là gia đình con sóng gió nó cứ đổ ra muôn tục mà con không có kiềm chế được bản thân là con cứ cắn cấu xé gia đình con rồi con cái mẹ con là cứ tuần là phải cãi nộp nhau 3 lần. Xong rồi là con định trước ngày con cũng hay kiêng cơ mà họ rủ con đi xem bói thì con không có đi, con đi xem bói con không có coi cơ mà con thì con cứ hay kiêng là ngày nẻ con đi đâu là con không có đi, đi công việc gì là con không có đi cơ mà là đến lúc là con gia đình con hay cấu cắn xé vậy. Xong rồi là đến lúc mà con cái con nó không biết vâng nữa. Bây giờ ngày lẻ mà trúng số con có đi không? Nghe ngày lẻ mà trúng số có đi không? Con có hay không nghe không trả lời mày không trả lời con này phải tập trả lời thẳng câu hỏi có dài dòng ngày lẻ mà trúng số có đi không? Con có ạ. Ngày lẻ có xui không? À có. Ngày lẻ vậy thì có xui không? Có xui. Tôi đã nói rồi ngày lẻ mà trúng số là xui hay hên? Hên ạ. Rồi vậy có đi không? Có đi ạ. Sao con nói là ngày lẻ con không đi? Ngày chẵn là hẹn hay xui? À, xui ạ. Thật ra con này khó thật rồi. Con tin nhảm nhí là ngày chẵn với ngày lẻ, ngày nào cũng là ngày của Chúa, không có ngày nào xui và không có ngày nào hên hết. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Con này nó khó thật gì nó mới nhớ. Cho nên theo mình đừng có bao giờ nghe người ta nói là chẵn với lẻ rồi cuối cùng mình bị cám dỗ là mê tín. Đấy, rất nhiều người ngày hôm nay xa trước cám dỗ một cách rất dễ dàng bởi là mình đi coi bói, đó là mình xa trước cám dỗ. Mình mê tín, ngày chẵn, ngày lẻ, ngày hên, ngày xui là mình mê tín, không có ngày chẵn, ngày lẻ gì hết. Ngày nào cũng là ngày của Chúa. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra kế tiếp? Con đã làm công việc tội ác giết người như thế và con đã cấu xé 1 tuần 3 lần. Cấu xé, cắn cấu nhau rồi sao nữa? Con ấy cứ nhà con thì chồng con cũng khó, chồng con cũng khó mà con thì không dám cãi lại chồng con trước mặt thì con cứ như thế với gia đình nhà chồng con chửi đằng sau lưng. Nếu mà đất nhà con nó cũng dài khoảng 40 mét thì con không chửi được ra mặt thì con chửi đằng sau lưng ấy. Con bảo người chứ là giống mẹ cả cái họ nội nhà nó với đi. Con chửi bên đây rồi, con không cần phải chửi đâu. Con chửi đây con hiểu rồi, xong nữa. Con mê chửi, con bảo người chứ có đến chết thì ta cũng cứ đưa đi chứ ta không có để, ta cứ để trong bụng chết thì đưa đi, sống ta để trong bụng. Thế con bảo vậy, xong vì sao là con chửi xong là con lại cũng nghĩ lại thì luôn, con lại biết lỗi, con bảo chứ Chúa ơi Chúa, bây giờ mà con lại chửi chồng với nhà chồng con vậy thì như thế là thì có Chúa với con biết thôi mà con chửi vậy là con không có dạy con cái con nổi được Chúa ạ. Thì thôi xin Chúa cho con chịu đựng sự khó cho nên để con bác thánh giá cho con chừa mọi tội lỗi, con không có chửi đến nhà chồng con nữa. Thì con nói cho cha cộng đoàn này, con này ma quỷ nó cám dỗ như thế là con mê chửi vậy, xong rồi con cứ đi ra đường hay là nhà con đấy
mà rắn nó cứ rắn bò, nó cắn chết người đấy. Nó bò về nhà con mà nó không bò vào nhà. Xong rồi nó bò xong nó lại đi, xong con sợ lắm. Con sợ, con bảo chú ơi chú, bây giờ con biết lỗi rồi, con không có chửi gia đình nhà chồng mà chị em nhà chồng với lại chồng con nữa. Vì tại là lúc bây giờ đằng nội con không có thích con, vậy cho nên là con không buồn bực, con không chửi đằng trước thì con chửi đằng sau lưng, thì con cứ gọi chồng con chửi đằng sau lưng, con bảo nó bây giờ mà làm quá thì chết đi, thì nó đi lấy vợ khác thì con mình khổ thôi, kệ mẹ nó làm đến đầu nào thôi. Thế là con bảo vậy. Thế là vì sao con đi, vì sao con suy nghĩ quá, con mắc cái bệnh trầm cảm phải đến 3 năm ấy, con mắc bệnh trầm cảm phải đến 3 năm là con không có ra đường. Con không có ra đường, con cứ ra đến cái đầu ngõ là bắt đầu ra cổng là con thấy người xóm ngõ là con sợ, là con đi vào, con thò vào, con không chào, con không muốn chào, con gọi chẳng muốn giáp mặt nữa. Mà trong khi đó chợ con chả đi, đến lúc vì sao là con ra chợ họ bảo vậy chứ làm sao mà đường này chẳng thấy đi chợ. Con bảo chứ nợ nhiều quá rồi, bây giờ ra chợ được rồi người ta đòi nợ đến đâu mà trả nợ, con bảo vậy. Thế vì sao con cứ sai cái cháu nhà con, năm đấy cháu nó 7 tuổi. Con với suy nghĩ quá, con mắc bệnh đi, cha này con phải đi hơ nốt, con không đi được, con hơ mấy chục nốt mà bây giờ nó phỏng lên vậy. Nó phỏng lên xong vì sao là con không hơ nữa, nó phỏng lên là con không hơ, con lại đi cấy chỉ thì họ lại bảo cứ cấy vào đến nữa nó đi ung thư, con lại sợ, con đi những cái thứ đấy là đi toàn không mất tiền. Ê, vì sao con đi thuốc chùa, con xin thuốc con cắt uống thì con đỡ vậy. Thế thì vậy từ đấy đi là con sợ, là con bảo cứ thôi bây giờ ai muốn làm gì thì làm, mình không có làm vậy nữa. Vậy cái tính con thì ở ngoài Bắc ấy, con người ngoài Bắc mà con vào đây được gần 20 năm rồi, con thì hay thương người, con hay thương người, mà nhà con đi vắng thì nhà con có nhà, con cho bạn lính ở chồng con vay 5 tạ thóc, đến lúc về ấy, thì hai vợ chồng con ăn ngủ trong đêm ấy, thì đến lúc con thì có bầu, con hay một cháu gái đầu rồi đến cháu thứ hai, thì được đến 6 tháng nhà con mới về, nhà con đi giáp Trung Quốc nằm ngói đấy. Nhà con bảo về chứ con cứ nghĩ bụng, con bảo ngoài Bắc không có siêu âm đâu, ở đồng quê không có siêu âm, con bảo về chứ kiểu này chắc chồng mình về là mừng lắm đấy. Thế đến lúc con có bầu thì con lại con kể với chị hàng xóm mày chứ nào, xím hàng xóm mày chứ nào, xím mồi cháu làm sao tự yên, cháu bị thèm tiết canh vậy. Xím bảo về thèm gì, thèm tiết canh nhỉ, bầu là thèm tiết canh à? Dạ, con thì bảo vậy. Xong xím mới bảo chắc là mày có bầu về đấy. Đến lúc bà cô em gái con nó lấy về đồng ngoại nhà con ấy, nó bảo về chứ là tao vì ta xui cái thằng chồng mày cho, đứa con này là không phải đứa con cả anh tao, tao vì ta xui cho là con cả hàng xóm. Thế là nó bảo nó xui bố con cứ chửi con suốt, thế là con không làm sao được. Thì hồi đấy là có cái bộ phim Maria hàng xóm ấy, con cứ đóng cửa vào là con để con ngủ trong nhà, cháu con còn nhỏ cái cháu đầu ấy, là con đi con xem, con bảo để cho bố chồng con ngủ đã rồi con đi về. Ngoài Bắc là nó có cái buồng thò, cưới con về đấy là con ngủ buồng thò. Buồng thò là buồng gì? Ngoài Bắc con là có cái hiên, là có cái buồng thò đấy, là gọi là buồng thò. Thế là đến lúc là con ấy về nhà chồng con ấy, thấy con có bầu, chồng con cũng không chịu nhận là con gặp phải chồng con cứ như thế là cay nghiến con phải đến 6 năm rồi ấy. Thế là con bảo con định con phá đi rồi, xong rồi con bảo cứ thôi không phá đi nữa, thì để đến nữa khi nào sanh ra rồi là mẹ con dẫn nhau vào Nam, không chịu được nữa thì dẫn nhau vào Nam đi làm thuê làm mướn và sống. Vậy vì sao con lại nghĩ đi nghĩ lại, con bảo bây giờ mà đi thì con cũng tưởng là con không có thương chồng con nữa, con ấy phải biết đấm mẹ bố nhà nó rồi nè. Rồi cuối cùng thì con được Chúa sở chạm và Chúa chữa lành cho con khỏi cái bệnh trầm cảm và nhận biết tội lỗi của mình, quay về với Chúa. Biến cố nào để con biết đến lòng thương xót Chúa mà con quay về? Con lại nói với cha về là cái chị áo đen kia kìa, con còn mắc cạn vậy, con còn dặn chị vậy chứ. Bây giờ chị ấy, em ở giáo xứ Hiền Đức, chị mà dẫn em đi là chị phải dẫn em đi với cái người xứ Hiền Hòa, còn xứ Hiền Đức này em không có đi đâu. Con lại bảo với chị vậy, chị bảo ừ vậy thì mày thích vậy thì ta dẫn đi vậy. Xong con lúc thì con nó mặc cảm, xong con đi xong phải đến mấy lần sau, 3-4 lần là con hết mặc cảm, là nên đây là từ đấy đi là con hết mặc cảm, là con bỏ hết mọi sự đi, là con cứ bám chặt với Chúa, con cầu nguyện dù nó có sóng gió kiểu nào là con cứ bám chặt với Chúa. Mà con bảo với Chúa cho giáo họ con, cho các cha giao giảng về lời Chúa nhiều để cho mọi gia đình. Bây giờ con đã hết trầm cảm chưa? Con hết được ạ, con hết được đến năm nay rồi ạ. Con đã hết chửi chồng chưa? Con hết rồi ạ, công ạ.
lại có một cái rồi. Amen. Thì chị em chúng ta thấy đấy là thân phận con người. Thân phận con người là nó yếu đuối mong manh lắm, mình dễ bị cám dỗ lắm, và mình dễ xa trước cám dỗ. Ma quỷ nó bảo mình cứ chửi chồng đi, nó bảo mày không chửi đằng trước thì mày chửi đằng sau, nó bảo mày không ở buồng trong thì mày ở buồng thò. Buồng thò tức là cái máy hiên, thì tôi không hiểu là cái máy hiên là buồng thò phải không? Đúng không? Dạ đúng ạ. Nãy giờ tôi không qua khôn khôn được tí, nãy giờ ngu quá. Là mày bị cám dỗ, mày không chửi buồng trong thì ra buồng thò mày chửi. Thưa anh chị em, đấy là cái cám dỗ. Và cái cám dỗ nặng nhất là gì? Là không tha thứ, sống để bụng mà chết mang theo. Rất nhiều cặp vợ chồng ngày hôm nay đang sống trong cái cảnh đó, sống trong cái cảnh là bằng mặt mà không bằng lòng. Và ma quỷ nó cám dỗ chúng ta, nó cám dỗ chúng ta là nói chuyện đi đó, vào nhà thờ cám dỗ mình đừng nghe giảng, nói chuyện riêng đi. Đấy, anh chị em đang bị xa trước cám dỗ rồi đấy. Ma quỷ nó đâu có phải là ở ngoài quán, nó đâu phải ở đèn xanh đèn đỏ, mà nó ở chính trong nhà thờ này. Nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Càng chỗ đạo đức bao nhiêu thì càng nhiều ma quỷ bấy nhiêu. Còn chỗ tội lỗi, ma quỷ nó cần canh nữa không? Không. Sòng bài ma quỷ nó cần canh không? Không. Đã vào trong vòng vây của nó rồi, vào cái động mà ăn chơi rồi, ma quỷ nó cần canh không? Không. Vì mình đã nằm trong vòng tay của nó. Còn anh chị em đang ở đây, đang ở cộng đoàn lòng thư xót, anh chị em đang tham dự thánh lễ này, anh chị em đang ngồi đây, thì ma quỷ nó bám đầy chung quanh này, nó bò lổm nổm vào đây. Nếu mà Chúa cho anh chị em nhìn thấy thì anh chị em sẽ thấy hãi hùng vô cùng, thấy khủng khiếp vô cùng. Thánh Phêrô bảo anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, vì ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Ngó coi nó đâu nó nằm ở đâu, ma quỷ đang nằm ở đâu, nó coi đang nằm ở đâu. Chị nó to lên, chị chỉ cho mọi người thấy con quỷ đang nằm ở đâu để cho lùi nó ra đây. Thôi nó to lên, nó đây nữa. Cha, là ma quỷ nó đang nằm ở trong trái tim, trong lòng mình ạ. Nó lại to lên thì đúng, nhưng còn không phải sai gì nữa, mà không có tay, có tay thôi. Chúng ma quỷ đang nằm trong chính lòng mình. Mà nếu mình không ăn chay, không cầu nguyện, không làm việc bác ái thì không thể xua đuổi ma quỷ khỏi trong lòng mình được. Nó ngấp ở trong lòng mình và nó làm cho mình dễ bị sa ngã, dễ mình sa trước cám dỗ. Cho nên người chị em của chúng ta đây bị sa trước cám dỗ mà làm những công việc phá thai, chửi chồng, rồi thì giận chồng, rồi thì cấu xé với nhau đủ thứ hết, là chuyện bình thường thôi. Thân phận con người là như vậy. Cho nên càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót của Chúa lớn lao bấy nhiêu. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em chúng ta không thấy được tội lỗi của mình thì mình cũng không thấy được lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói ta đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải kêu gọi người công chính. Có ai dám can đảm bằng người chị em này lên đây mà nói một cách rất hồn nhiên đơn sơ như vậy không? Chửi thề là chửi luôn, thấy không? Mà nói là nói luôn, nói có, mà Chúa có sa ngã, nghĩ làm sao thì chị nói như vậy. Tôi thấy cái đó là hay. Chả thà chị nói như vậy thì tôi biết rằng giáo lý của chị hiểu chưa đúng, thì tôi biết đường, tôi cắt nghĩa cho anh chị em. Tôi đưa cái ví dụ cho anh chị em.
vì có rất nhiều người hiểu lầm giữa cái chuyện là cám dỗ và xa trước cám dỗ hai cái khác nhau. Cám dỗ, Chúa có bị cám dỗ không? Mình có bị cám dỗ không? Mình có xa trước cám dỗ không? Chúa có xa trước cám dỗ không? Nó khác nhau chỗ đó thôi. Cám dỗ ở đâu cũng có, mà xa trước cám dỗ tức là mình chiều theo cám dỗ hay không là do chính ma quỷ ở trong mình, nó lôi kéo mình. Bên ngoài gọi là ngoại kích nội công, bên trong tấn công ra, bên ngoài nó tấn công vào, nó làm cho mình xa trước cám dỗ. Và người chị em của chúng ta đây đã thắng được cơn cám dỗ đó, đã đến đây, đã được Chúa cứu, đã được Chúa chữa. Con đến đây vậy là mấy lần rồi? Con đến đây lần này nữa là lần thứ 16 mà hôm ấy con ba lần thì con ngồi chỗ kia con định lên, không biết anh thiên ấy anh nhìn mắt con vậy, anh nhìn vậy là đã hiện là hết giờ rồi không được lên nữa, mà con từ đấy đi về xong là con lại không đi mà không được lên đâu, cứ ngồi mãi ngoài kia vậy. Sao hôm nay là con bảo dù một giá nào con ở nhà, hôm mồng 1 thì con khỏe mà đến hôm mồng 2 là con ốm, con mua thuốc con uống và con bảo một thể giá nào con phải đi, nên con làm chứng vì lại con cũng cảm ơn Chúa là từ hồi con làm dâu rồi là bố con không bao giờ nhắc cho con được cái câu đấy, con chỉ ao ước là bố chồng con nhắc cho con về cái đạo nghĩa. Vậy xong đến lúc bố chồng con vừa rồi ấy, bố chồng con thì có đạo không, bố chồng con lại nghiêng về cái phần đạo nhiều hơn, bố chồng con lại vào độc nói đạo cho con cái con nghe thôi, thế là con cái con chất này nó về nó cũng khô khan. Thế là nó làm được, cháu là con nó đi được đại học cơ mà nó lại được tiền là nó quên cả việc, nó quên hết cả Chúa, nó không nhớ đến Chúa nữa. Thế là còn bây giờ con bảo vậy chứ là còn bây giờ, bây giờ thì cháu nó cũng vẫn vậy cơ mà con vẫn cầu nguyện thì đến nay thì ra bố con bố con thì sáng mùng 1 ấy thì con kể cho cha nghe thì thôi, bố con bây giờ sao? Bố con té xe mà con để bảo vậy chứ con với con hỏi thăm ra thì bố con bảo vậy chứ là con với con cầu nguyện cho bố. Vậy là ngon rồi. Amen. Thì cao lên. Amen. Amen. Đây, con về con tặng cho bố con cái máy 365 bài giảng. Đừng có nói gì cả, cứ để bố nghe, rồi bố sẽ hiểu. Không cần phải nói, mà con nói chẳng được đâu. Con nói sai còn chết hơn. Là bố Chúa cũng xa trước cám dỗ thì coi như đời tàn. Cuốn sách Con đường tín thác và cái CD kèm theo nha. Đây là cuộc chiến đấu giữa cám dỗ và xa trước cám dỗ đây. Thưa anh chị em, 1000 ngày tôi phải chiến đấu như thế nào để anh chị em đọc và anh chị em nghe Con đường tín thác. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là lộc xuân cho con, cho bố, cho chồng. Cầm con, bố, chồng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Về con nói một câu, con nói về con nói một câu thôi. Bây giờ cha tặng cho con một cái móc khóa, nghe chưa? Bây giờ con nói một câu về con làm món quà xuân này con tặng cho chồng con, trước khi con chửi sau lưng thì cha không cần biết. Bây giờ con phải nói lời yêu thương trước mặt chồng con, tặng cái này cho chồng con và nói. Anh ơi, hôm nay sang năm mới em đi đến Chúa với cha với cộng đoàn con, em đã có món quà này để tặng cho anh. Em yêu anh ạ. Đây, tặng cho con một cái đài nữa để con tặng cho người uống rượu say xỉn để cho quay về với Chúa nha. Rồi, mời anh.